Hồng ý em nói là chế có được bán không? Bán đồ thôi. Ở đâu đây? Anh ở đâu xuống đây? Trong Kiên Giang. Trong Kiên Giang, chống An Minh Bắc ra hả? Là từ An Bắc chạy qua đây đó hả? Trời thiệt đó hả? Ngày nào cũng chạy luôn phải không? Ngày nào cũng chạy đi. Rồi bây giờ anh chạy hướng nào để em báo cho bà con đón anh mua? Chạy hướng nào? Ra. Anh tên gì? Tên Trường. Tên Trường, anh Trường phải không? Rồi ok, Kim Quy Mương Đào thẳng tiến. Bật lo lên anh, bật lo cho em quay coi. Thôi, lùm hết trơn. Rồi, đó là đồ tươi. Còn tiếp theo, chè các loại. Trời ơi, bao nhiêu tiền ly vậy? 12.000 ly. Tiệm bà Tâm nha, tiệm bà Tâm nha. Tiệm bà Tâm có ship không? Có ship không? Có ship tận nơi không? Không có ship đúng không? 12.000 một ly. 12.000 một ly. Ngon lành cành đào. Rồi bây giờ đi mua cá. Mua chè rồi mua cá. Không có làm YouTube. Đeo khẩu trang vô. Trời ơi, phải an toàn nghe. An toàn nha bạn. Sáng mấy giờ bán anh? 6 giờ. 6 giờ đúng không? Các loại bánh phải không? Bữa nay chưa đủ bánh nữa, ngày mai mới đủ nữa. Vậy hả? Nay chỉ mới vô ngày đầu thôi. Rồi, ok. Mình bán cho nó biết chỗ cái đi, rồi ngày mai có đủ bánh hết luôn. Rồi. Bán bún đồ luôn. Bán bún đồ luôn, ăn sáng rồi phải không? Chế ơi, chế bánh mì ơi. Chế bánh mì. Dạ. Quay đường nha.